Thôi, xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài cổ. Thì lúc chiều nay Khôi đã lên sóng cặp loa được xem là Độc Cô Cầu Bài, được xem là một trong những cặp loa đầu tiên tại thị trường loa Việt Nam, cặp loa Fortet RM1000 đời lớn nhất của hãng, sở hữu cấu hình là bát ba tắc đồng trục lên nha. Thì chiều nay á Khôi đã review rồi đó, mấy cái thùng xốp catalog sách vở luôn, thông số kỹ thuật Khôi cũng nói luôn rồi. Loa đẹp thì coi như gần như mới, nên cái màu của nó này bát bát giấy gần vải đẹp nhất, chắc còi gang đấy, rất tuyệt vời. Bát ba tắc đó thì thông số kỹ thuật là Khôi nói rồi, 93 dB, 8 ohm, công suất maximum là 120W. Nên cặp này nó chắc chắn là đẹp, sẽ đánh được nhạc vàng. Và Khôi cũng đã thử nghiệm rồi, đánh bolero nhạc vàng rồi, nhưng để khai thác được cái chất của nước ngoài, các dòng loa cổ nước ngoài, thì đầu tiên là mình sẽ nghe acoustic trữ tình. Thì Khôi luôn là như vậy. Và Khôi đây lấy ra hai con đâm ly, một con đâm ly cai có sẵn, còn cái con trên là con đèn pilot cũng bình dân nè. Đặc biệt là Khôi ghép bình dân chứ không bao giờ mang con đâm ly mắc tiền ra để ghép, như vậy thì nó không cân xứng này, không tương xứng. Thì clip đầu tiên ngày hôm nay Khôi sẽ ghép với acoustic trữ tình và một cái đĩa mới của Phương Thảo á nha, và những cái bài hát quen thuộc để anh em cùng nghe, cùng trải nghiệm anh em nha. Chứ không có, mình không có ghép với những cái dòng nhạc mới hay là những cái gì nó cao siêu. Đây nè, cái đĩa này nè, đĩa này mới của Phương Thảo này. Đấy, Khôi đang ở bài số 5 nè, bài số 5. Nào trao hết đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế, quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan, còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối, anh bùi ngùi em lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều hiu. Ở đây anh em nó có hai cái cốt chỉnh nha, một cái cốt chỉnh này là hai là chắc chắn là chỉnh chép rồi, và một cái cốt chỉnh phiêu này đó. Thì thôi vấn đề là cái mức hai anh em nhé, và chép còn để ở cái mức bình thường thôi, tùy theo cái sở thích của tai nghe của mọi người mình sẽ chỉnh anh em nhé. Đó, ok, rất là đẹp. Thôi review tí xíu nữa cho những ai mà chưa xem clip trước nha, clip trước thì mình xem đây nè, thùng hai lớp nha, đóng rất là đảm bảo luôn, phía trong này đó, có đầy đủ luôn, xốp trên xốp dưới ha. Đấy, có cái catalog này, đấy, catalog của mình là RM1000, đây phiên bản lớn nhất anh em nhé. Thì anh em xem đây cái phiên bản này á, đây nó là Fortet Competition of American nữa nè, anh em ha, nó vẫn là thương hiệu của Japan, printed in Japan nha. Nhưng mà nó là đây này, Black Beauty Network Wood A anh em nha. Nên cái phiên bản này anh em không gặp là đúng rồi. Đây cái thông số của phiên bản mình này, bát 30 anh em nha. Đó, Double Dam Wood Phone là dòng đồng chột này, 8 ohm, 93 dB, maximum 120W, 22,5kg, 2,2kg, chiều cao 62, chiều rộng 37 và chiều sâu 30. Đấy, thông số kỹ thuật của nó, nó là dài tần của nó từ 40-25 GHz nha. Đời lớn nhất, những đời RM900 là bát 20, đời RM800 là bát 16. Đó, anh em cùng nghiên cứu ha. Bây giờ mình sẽ nghe một ca khúc hoàn chỉnh và sẽ xem phần giá và giao dịch cuối clip anh em nhé. Thank you.
không từ xa, để lòng ai nuối tiếc mối tình chìm cuối trời xa. Ngày đó xa nhau đời ngừng tiếng hát, ngày đó chia tay trời buồn ngơ ngác. Quạnh hiu đời tôi từng năm tháng qua, lời yêu thương anh đã vô tình quên thật sao. Còn lại tôi ôm lấy riêng mình tình dưới vực sâu. Ngày ấy anh đi đời buồn u rũ, ngày ấy chia ly đường về quên lối. Và tôi từ đây tìm ly rượu cay, người ơi sẽ vắng đã xa. Anh có hay rằng tôi vẫn còn thương, còn nhớ đôi ta đêm nào quấn quýt bên nhau thân xác rã rời. Này anh sẽ vắng đã qua, đêm đã mưa xa, tôi vẫn một mình. Còn anh nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa. Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay, lời yêu thương anh hứa cho người là giấc mộng phai. Tình vẫn trong tôi ngập đầy nỗi nhớ, giọng hát buông lời ngọt từng hơi thở, để có mình tôi và những ngày xưa. Yêu anh, yêu anh. Đôi ta là em.
Rồi, Khôi vừa test thử nè. Thì hôm nay là clip đầu tiên thì Khôi test với nhạc tìm năng cô thích nha, để anh em cùng trải nghiệm. Rồi, Khôi đã chuẩn bị 2-5 ly rồi. Clip dưới á, là con Akai thì Khôi sẽ đánh nhạc vàng cho anh em cũng nghe. Tại vì sao? Đó là bát giấy, gân vải và độ nhảy cao, công suất tốt, nên là chắc chắn sẽ đánh được nhạc vàng nè. Nhưng mà Khôi muốn khai thác đầu tiên là cái acoustic trữ tình đó, cho cái giọng la đồng trọng, cũng như là đánh với âm ly đèn. Con âm ly đèn này cũng bình dân thôi nè, con âm ly pilot 240 anh em nha, giá hơn 20 triệu chút đó. Anh em mà cảm thấy nó hợp rồi, hợp tai rồi thì chọn luôn cả bộ để khỏi phải hay phơi ghép nha. Rồi, với cá nhân của Khôi đã bán loa đồng trục, loa tần dài, đồ độc là nhiều năm nay và bán hàng trăm cặp rồi, các kiểu từ Antet, Tannoy, Electro Voice, Canai, Jensen đó, tùng lum thứ. Thì Khôi cảm nhận cặp loa này rất hay, rất đáng chơi. Nếu mà nói hơi quá nè, chất âm nó ngang ngửa, có khi hơn á, hơn thằng cả Antet 6048G luôn. Thật sự là như vậy. Vì cái chép của nó hơn nha, chép còi gan nha. Đó. Thì nói chung là mọi người có một cái cảm nhận, một cái sở thích. Mình cũng không có thể là đánh giá nó là hay nhất được, mà nó là hợp với cái sở thích của mình thì nó là hay nên nha. Ngoài ra thì nó là còn nguyên thùng xốp, như Khôi đã nói từ đầu á. Nguyên thùng xốp thì nên nó lại có thêm một cái giá trị sưu tầm nữa. Đó. Và đặc biệt là rất hiếm, gọi là một trong những cặp loa đầu tiên ở Việt Nam, nên nó sẽ là một trong những cái cặp loa độc đáo nhất cho người nào sở hữu ở đây nha. Rồi, thì cái mức giá này anh em tham khảo ha, trên 25 triệu chút và chắc chắn dưới 30. Đó, nên anh em thấy hợp lý thì cứ alo cho Khôi để mình cùng giao lưu. Cảm ơn tất cả đã quan tâm theo dõi, và đặc biệt cái cặp loa này cặp loa đặc biệt nên chuyển khoản độ Khôi sẽ báo ship tận nơi. Còn ship code COD thì anh em cọc cho Khôi 30% và không bao ship nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại một lần nữa.